Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đi tìm delta, và delta trong trường hợp này phải lớn hơn 0 thì khi đó chúng ta mới có hai nghiệm phân biệt. Delta là b bình phương trừ 4 lần ac. B ở đây chính là số 1 ở đây. Còn a là số 1 ở đây. C chính là trừ m trừ 1. Bây giờ chúng ta rút gọn lại. Chúng ta có trừ 4 nhân trừ m và trừ 1 thì chúng ta sẽ có cộng 4m cộng 4. Thì chúng ta rút gọn lại thì chúng ta sẽ có 4m cộng 5. Và chúng ta sẽ cho cái cục này lớn hơn 0. Thì khi đó m bắt buộc phải lớn hơn trừ 5 chia cho 4. Tiếp tục, chúng ta sang cục thứ hai. Chúng ta sẽ biến đổi một chút. Trong trường hợp này, mình sẽ thêm bớt. Mình sẽ thêm x cộng 1 nè. Sau đó trừ x cộng 1. À, lộn x1 nha, lộn. Sau đó chúng ta sẽ thêm trừ m. Sau đó cộng m ở đây. Tiếp tục chúng ta thêm trừ 1 thì bên đây phải cộng thêm 1. Thì chúng ta thấy rằng cái cục này sẽ bằng 0. Tại vì sao? X1 là nghiệm của phương trình này. Khi chúng ta thế x1 vào đây, nguyên cái cục này sẽ bằng 0. Cho nên cái cục này chúng ta biến đổi thành số 0. Tiếp tục chúng ta rút gọn lại. Trừ 4m cộng m là trừ 3m. 1 cộng 1 là 2. Dấu trừ chúng ta lấy ra ngoài thì chúng ta sẽ có x1 cộng x2. Số 0 chúng ta loại đi. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng VS. Thì chúng ta có x1 cộng x2 sẽ bằng trừ b chia cho a. B trong trường hợp này chính là số 1. A trong trường hợp này là số 1. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ thế trừ 1 vào đây. Thì chúng ta rút gọn lại. Thì ở đây sẽ là số cộng 1. 1 cộng 2 là 3. Như vậy chúng ta sẽ tính được 3 bằng 3m. Chia 2 vế cho số 3m bằng 1. M bằng 1 lớn hơn cái cục này. Như vậy, thỏa. Và đây chính là cách giải.